Kính chào quý vị đến với bản tin trợ lý Ảo Điểm Báo được phát sóng trên kênh Tây Ninh TV Audio. Tôi là MC Ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý thính giả cùng lắng nghe bản tin trợ lý Ảo Điểm Báo 6 giờ hôm nay, ngày 6 tháng 10 năm 2022 với những thông tin vừa cập nhật trên trang báo mới.vn. Mở đầu bản tin là những tin tức trong nước đáng chú ý. Thưa quý thính giả, sau hơn 5 năm dừng thu phí, được sự chấp thuận của Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, dự án đầu tư xây dựng công trình quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Cai Lậy và tăng cường mặt đường đoạn km 1987+560 đến km 2014, tỉnh Tiền Giang theo hình thức hợp đồng BOT sẽ tái hoạt động trở lại vào lúc 7 giờ ngày 7 tháng 10 năm 2022. Theo đó, mức giá cao nhất là 118.000 đồng và thấp nhất là 14.000 đồng một phương tiện. Qua hơn 5 năm dừng thu phí do phản ứng của giới tài xế, đến nay dự án BOT Cai Lậy đã phải trả lãi vay ngân hàng hơn 500 tỷ đồng. Qua thu thử nghiệm mấy ngày qua cho thấy, mỗi ngày đêm có khoảng 20.000 lượt phương tiện cơ giới lưu thông qua hai trạm thu phí này. Thưa quý thính giả, con trai bà Nguyễn Phương Hằng, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam vừa có đơn xin cứu xét gửi đến các cơ quan tố tụng. Theo đó, ông Tuấn xin các cơ quan tố tụng khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho mẹ mình với lý do từ trước đến nay bà Nguyễn Phương Hằng đã có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, nhất là trong đại dịch COVID-19. Dẫn chứng, ông liệt kê hàng loạt thư cảm ơn, bằng khen, giấy tri ân của nhiều cơ quan, tổ chức xã hội trao tặng để ghi nhận cho bà Hằng và công ty cổ phần Đại Nam. Ông Tuấn nhắc đến quỹ Hằng Hữu do mẹ mình là giám đốc điều hành có đóng góp công sức, ủng hộ, hoạt động nhân đạo. Đáng chú ý, bản thân ông Tuấn chia sẻ thông qua luật sư ông biết trong quá trình điều tra vụ án, mẹ ông đã nhận thức được sai phạm, thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải và cam kết không tái diễn hành vi sai phạm. Vì vậy, ông mong các cơ quan tiến hành tố tụng khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt đến mức thấp nhất cho bà Hằng và xin được bảo lãnh cho mẹ tại ngoại để điều trị bệnh cho đến khi kết thúc vụ án. Thưa quý thính giả, chiều ngày 5 tháng 10, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa nút mạch thành công cho bệnh nhân bị xuất huyết động mạch tự phát đặc biệt hiếm gặp do biến chứng sốt xuất huyết nguy kịch. Trước đó, nữ bệnh nhân NTKN, sinh năm 1989, ngụ An Giang bị sốt cao nhiều ngày kèm đau bụng âm ỉ vùng hông trái, được nhập viện địa phương điều trị. Bệnh nhân được truyền máu và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đêm 28 tháng 9 trong tình trạng khó thở, sốt cao, niêm nhợt, mạch nhanh nhẹ, tay chân lạnh, bụng chướng, ấn đau khắp bụng. Sau điều trị, đến ngày 5 tháng 10, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, niêm hồng, sinh tồn ổn định được chăm sóc và điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới. Thưa quý thính giả, từ đêm ngày 9 tháng 10, các tỉnh vùng núi Bắc Bộ nước ta sẽ chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ. Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng 19 đến 21 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khoảng ngày 9 đến ngày 10 tháng 10, một đợt không khí lạnh có thể tăng cường xuống nước. Đợt không khí lạnh này không chỉ gây mưa cho các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung Bộ mà còn khiến nền nhiệt giảm mạnh. Thưa quý thính giả, trước tình trạng nêu trên, qua phản ánh của các địa phương, Ban An toàn Giao thông tỉnh Phú Yên đã có công văn đề nghị khu quản lý đường bộ 3 khẩn trương sửa chữa khắc phục. Sáng ngày 5 tháng 10, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc khu quản lý đường bộ 3 cho biết, qua khảo sát thực tế đoạn tuyến quốc lộ 1 qua địa phận tỉnh Phú Yên đã phát sinh nhiều vị trí hư hỏng, sình lún, hình thành nhiều ổ gà và làm hạn chế tầm nhìn gây mất an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Khu quản lý đường bộ 3 đã yêu cầu các đơn vị quản lý bảo trì triển khai công tác khắc phục, sửa chữa các vị trí, đoạn tuyến hư hỏng để bảo đảm an toàn cho người, phương tiện lưu thông. Đối với các vị trí hư hỏng đang trong giai đoạn chuẩn bị vá sửa phải thực hiện biện pháp khoanh vùng, lắp đặt biển báo, đào chắn, đèn cảnh báo, không để phương tiện lưu thông vào khu vực nguy hiểm. Tiếp theo chương trình là những tin tức thế giới đáng chú ý. Thưa quý thính giả, Tổng thống Vladimir Putin ký hiệp ước chính thức sáp nhập vào Nga 4 khu vực ly khai của Ukraine, tức hơn 15% lãnh thổ nước này. Ngày 5 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký hiệp ước chính thức sáp nhập 4 khu vực của Ukraine vào Nga. Trước đó, ngày 4 tháng 10, Hội đồng Liên bang Thượng viện Nga đã phê chuẩn các hiệp ước về việc sáp nhập 4 khu vực này, hơn 15% lãnh thổ Ukraine vào Nga. Việc sáp nhập bị Kiev và các đồng minh phương Tây coi là bất hợp pháp và nói rằng sẽ không công nhận. Thưa quý thính giả, kết quả thăm dò dư luận mới nhất của nhật báo Yomiuri cho thấy, tỷ lệ phản đối nội các của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã lần đầu tiên vượt qua tỷ lệ ủng hộ kể từ khi ông này trở thành Thủ tướng vào tháng 10 năm 2021. Cuộc thăm dò này do Yomiuri thực hiện qua điện thoại vào cuối tuần trước với sự tham gia của 1.089 cử tri. Kết quả thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Kishida là 45%, giảm 5 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò tháng trước và thấp hơn 1 điểm phần trăm so với tỷ lệ phản đối. Thưa quý thính giả, Mỹ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp công khai về việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo qua Nhật Bản nhưng đã bị Nga và Trung Quốc phản đối.
Chúng ta phải giới hạn khả năng của Triều Tiên trong các chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt phi pháp, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc chia sẻ hôm 4 tháng 10. Cùng ngày, Mỹ đã yêu cầu 15 thành viên trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp công khai để bàn về vấn đề Triều Tiên sau khi nước này phóng tên lửa đạn đạo đi qua Nhật Bản. Anh, Pháp, Albania, Na Uy và Ireland cũng đưa ra đề nghị tương tự. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao cho biết Trung Quốc và Nga phản đối tổ chức một cuộc họp công khai và cho rằng Hội đồng Bảo an nên phản ứng theo cách có lợi để xoa dịu tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Hiện chưa rõ Hội đồng Bảo an sẽ họp công khai hay họp kín trong ngày 5 tháng 10. Thưa quý thính giả, Heather Browning, 35 tuổi, được vinh danh người tốt việc tốt của thủ đô nhờ chăm sóc, xây dựng không gian sống cho động vật hoang dã từng bị buôn bán. Heather Browning, quốc tịch Anh, đã 8 năm gắn bó với Việt Nam trong vai trò chuyên gia cố vấn phúc lợi động vật, tổ chức động vật châu Á. Phúc lợi động vật Animal Welfare được hiểu là đối xử tốt với động vật để con vật có trạng thái tốt về thể chất và tinh thần. Hiện Anh làm cố vấn phúc lợi động vật cho khoảng 600 con vật tại Trung tâm Cứu hộ Động vật Hoang dã Hà Nội, nơi hầu hết động vật là tang vật của các vụ án buôn bán, đồng thời tư vấn cho nhiều vườn thú Việt Nam. Ngày 6 tháng 9, Heather Browning được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội công nhận là một trong 70 cá nhân người tốt, việc tốt năm 2022. Thưa quý thính giả, bản Còi Đá, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình nằm giữa thung lũng rộng lớn, được bao bọc bởi các dãy núi đá vôi với nhiều hang động lớn nhỏ và những dòng suối trong xanh. Với nhiều thắng cảnh tuyệt đẹp cùng nét văn hóa bản địa đặc sắc, bản Còi Đá có nhiều ưu thế để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng. Khi có du khách đến tham quan, thanh niên trong bản Còi Đá được thuê dẫn đường, phụ nữ chuẩn bị đồ ăn, nước uống. Sau khi tham quan, khám phá cảnh quan thiên nhiên, đời sống đồng bào Ru, vân kiều theo lịch trình đã chọn, du khách thường ở lại bản qua đêm để trải nghiệm, giao lưu văn hóa, đốt lửa trại, thưởng thức những món ăn, thức uống mang đậm sắc thái bản địa do chính người dân địa phương chuẩn bị. Thưa quý thính giả, Áo là điểm đến hoàn hảo cho dành cho những người yêu thiên nhiên, yêu thích phiêu lưu mạo hiểm và mong muốn kiếm tìm một nơi nghỉ dưỡng yên bình. Viên là thủ đô của Áo. Đây là một trong những thành phố sôi động nhất với các nhà hát, phòng trưng bày nghệ thuật. Mặc dù tất cả những điều này làm cho Viên trông có vẻ là một thành phố hiện đại, nhưng nơi đây vẫn giữ trong mình một vẻ truyền thống dường như nguyên vẹn. Sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc lịch sử tuyệt đẹp và cuộc sống hiện đại đã khiến Viên trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn nhất nước Áo mà du khách chắc chắn phải ghé thăm. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý Áo điểm báo 6 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin trợ lý Áo điểm báo lúc 11 giờ hôm nay. Thân mến chào tạm biệt.